Thùy Dương mến chào quý cô chú, anh chị em và các bạn nha. Ngày hôm nay Thùy Dương đọc tin đó quý vị, Thùy Dương lại thấy là hải quan của Đài Loan đó, họ tiêu hủy mì gói Việt Nam vì tồn dư chất cấm. Quý cô chú anh chị có biết không, ngày hôm nay đó Thùy Dương cũng nói chuyện với những người thân của mình tại Việt Nam. Thật sự Thùy Dương rất là buồn luôn quý vị, tại vì cái câu chuyện kể như thế này là có một cái con bé đó, nó mới có 15 tuổi thôi. Nhưng mà nó nói với lại mẹ của mình á, là mẹ ơi con bị đau lưng quá, con không biết tại sao con bị đau lưng. Thì cái người mẹ đó quý vị rất là lo lắng và đã dẫn cái đứa con của mình đi khám bệnh. Quý vị biết bác sĩ á, nói như thế nào không? Quý cô chú anh chị có đoán được rằng là con bé nó bệnh gì không? Con bé nó bị bệnh mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ. Thùy Dương mới hỏi là bộ con bé đó mập lắm hay sao, nó có mập không? Thì Thùy Dương được biết rằng con bé đó không có mập, nhưng mà nguyên nhân là ăn thịt heo nhiều. Ăn thịt heo mà nghe nói là mỗi lần mà con bé đó mà về thăm bên nội đó, thì phía bên bên nội là cho ăn thịt heo, rồi hàng ngày ăn ăn cái gì đó không biết, ăn lạp xưởng ăn gì. Mà quý vị biết không, cái chuyện ăn thịt heo đó đâu có thể nào nói ăn thịt heo là bị nhiễm mỡ trong máu hoặc là gan nhiễm mỡ quý vị. Nhưng mà tại sao quý vị biết không? Tại vì ở trong thịt heo đó, bây giờ người ta nuôi heo đó, là chừng khoảng 2 tháng mấy đến 3 tháng thôi là người ta đã mổ thịt con heo đó ra để người ta bán rồi. Ngày xưa đó, người ta nuôi một con heo là người ta cần 6 tháng đến 1 năm, phải không quý cô chú anh chị em? Nhưng mà ngày hôm nay đó, để nuôi một con heo đó quý vị, người ta cần có 3 tháng thôi. Trời ơi, làm sao mà con heo nó lớn nhanh như vậy được? Thì có phải là nó dùng những cái chất kích thích tăng trọng, tăng trưởng không? Thì trong cám heo, trong thức ăn của con heo, có phải nó trộn những cái hóa chất để mà nó làm cho con heo nó mau lớn không? Rồi trong những cái thức ăn heo đó, nó có những cái chất để cái nó kích thích tế bào, và trong đó nó có mỡ nhiều, tạo nạc nhiều, mỡ nhiều. Thì từ chỗ đó đó quý vị, chúng ta ăn đó, chúng ta bị bệnh. Mà bây giờ anh chị bệnh mấy đứa nhỏ xíu thôi, bệnh hết trơn. Là một cái người mà quan tâm tới cái chuyện giống nòi Việt Nam đó, là Thùy Dương rất là lo sợ quý vị, sợ vô cùng. Mà tại sao ở Việt Nam nó lỏng lẻo như vậy, nguyên nhân vì sao nó lỏng lẻo như vậy? Thì chúng ta đặt một câu hỏi là có phải rằng là cái âm mưu của Tàu Cộng nó đã rõ ràng như vậy không? Chứ còn nếu mà mình á, những người lãnh đạo Việt Nam họ thật sự họ thương, họ đâu có để những cái chuyện mà hóa chất đầy rẫy như vậy để người dân ăn, trong trái cây, trong thịt cá. Bây giờ quý vị tiếp tục, ngày mấy hôm trước thì Dương nói là ở bên châu Âu nó đã cấm mì tôm phải không quý vị, và đặc biệt cái mì hảo hảo đó quý vị, là ở bên Na Uy thì Dương nhớ là 2 năm về trước nó còn bày bán trên các cái kệ trong các cái siêu thị của người Việt, của người Á Châu. Thời gian sau này quý vị lên Thùy Dương ra ngoài, Thùy Dương cũng thèm cái vị chua chua cay cay của mì Hảo Hảo. Thùy Dương đi tìm khắp luôn anh chị. Có rất là nhiều loại mì tôm, của Nhật Bản có, của Hàn Quốc có, của Thái Lan có. Nhưng mà mì tôm Hảo Hảo là Thùy Dương tìm không thấy luôn. Thùy Dương mới lại, Thùy Dương hỏi cái người chủ, cái người nhân viên ở cái cửa hàng đó là ủa sao không thấy mì Hảo Hảo nữa. Thì họ mới nói là mì Hảo Hảo đã bị cấm bán rồi, không có được phép bán nữa đó. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ mì Hảo Hảo còn bán không quý vị? Thùy Dương hỏi như vậy, nhưng mà trong số những người nghe, Thùy Dương chắc chắn là quý vị đang có trong nhà mì Hảo Hảo phải không? Thùy Dương đọc cái thông tin này cho quý vị nghe nè: hải quan Đài Loan á, tiêu hủy mì gói Việt Nam vì tồn dư chất cấm. Một số lô hàng mì ăn liền từ Việt Nam vừa bị quan chức hải quan Đài Loan bắt giữ và tiêu hủy sau khi bị phát hiện có chứa hóa chất bị cấm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết trong một tuyên bố ngày 26 tháng 7 năm 2022. Đó, thì anh chị biết rằng là cái sản phẩm, các cơ quan hải quan đã bắt giữ lô hàng do công ty bán lẻ Simplemart nhập khẩu từ Việt Nam, tổng trọng lượng là 1.116 kg, sau khi phát hiện được cái dư lượng ethylenoxid, anh chị, EO, một loại hóa chất bị cấm ở Đài Loan. Đài Loan anh chị là một cái đảo quốc nhỏ thôi, nhưng mà cái cơ quan mà kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm anh chị, người ta làm việc đâu ra đó đàng hoàng, và người ta bảo vệ sức khỏe của người dân.
phải không? Và anh chị biết không, người lao động của chúng ta đến Đài Loan làm việc rất là nhiều ở bên đó, nhiều lắm. Người ta, Thùy Dương có trong cái group mà người Việt ở Đài Loan quý vị, Thùy Dương thấy là các bạn đi sang Đài Loan, các bạn lao động, các bạn rất là hài lòng cuộc sống ở bên đó. Các bạn nói làm ở bên đó lương cao, giá cả hàng hóa thì thấp, không có cao giống như Việt Nam. Cho nên là khi các bạn đi sang Đài Loan làm là các bạn có dư tiền gửi về Việt Nam. Còn khi các bạn ở Việt Nam các bạn làm không có dư. Đó, thì quý chỉ bấy nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy được cái sự khác biệt về cái nền kinh tế rồi ha. Nó về lương bổng rồi về giá cả hàng hóa. Còn cái về giá hàng hóa là tại sao Việt Nam nó đắt thì chắc quý vị biết rồi. Thùy Dương nói quý vị là mỗi lần mà nó in tiền là nó sẽ làm đồng tiền mất giá. Cái này có nhiều người sẽ nói rằng ủa sao không hiểu. Từ ngày xưa anh chị kinh tế làm ngày càng khó khăn hơn, và đặc biệt thằng Cộng sản nó làm kinh tế không được. Ngày xưa đồng tiền nó còn có giá trị một chút xíu ở tại Việt Nam. Khi mà tiền Việt Nam anh chị, tiền giấy ở Việt Nam nó hết rồi. Nó hết rồi. Thì bây giờ nó làm sao anh chị, nó in ra. Nó in ra nhưng mà nó giống như nó lấy một cái tờ giấy mà nó in thành tiền đó quý vị. Nó lấy một tờ giấy nó in thành tiền. Thì tự nhiên một cây viết chì này bình thường á, ngày trước 10 năm trước, 20 năm trước nó có giá là như anh chị có 500 đồng một cây thôi, đúng không? Cứ mỗi lần nó in tiền thì nó sẽ đẩy cái giá cây bút chì này lên 1.000. Rồi nó in lần nữa đẩy giá nó lên 2.000. Nó đẩy giá của hàng hóa lên thôi quý vị, chứ nó không có đẩy giá của nó không có đẩy tiền lương lên ha, nó đẩy lương ít lắm. Hàng hóa nó đẩy lên vùng vụt, tại vì khi mà nó in tiền ra anh chị, hàng hóa đâu phải một mặt hàng đâu, hầu như nhiều mặt hàng. Trong bữa ăn của quý vị nó có gì? Nó có gạo, nó có rau, nó có cá, nó có thịt, nó có nước mắm, nước tương, đường, phải không? Đó, thì cho nên mỗi lần nó mà in tiền ra thì tất cả những cái hàng hóa mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày nó đều tăng hết. Nhưng mà cái lương của chúng ta nó tăng có một tí xíu thôi. Cho nên nó không có giải quyết được gì hết. Và cứ sau 5 lần, 10 lần mà nó in tiền đó quý vị, thì tự nhiên từ cái bút chì 500 đồng nó đẩy lên 5 ngàn. Lương của quý vị á, một tháng, ví dụ một tháng là 5 triệu đi. Một tháng 5 triệu, ngày trước quý vị chỉ cần chi cho 1 triệu tiền ăn uống này kia nọ thôi, quý vị còn 4 triệu đúng không? Bây giờ là sau cứ mỗi lần nó in tiền á, thì bắt đầu giá hàng hóa nó đẩy lên. Thì cho nên bây giờ quý vị mà làm 5 triệu, quý vị chi hết 5 triệu, tại do giá hàng hóa nó lên mà. Rồi nó cứ in tiền nữa thì quý vị làm 5 triệu, cái giá hàng hóa này chi phí này kia nọ 7 triệu. Cứ mỗi lần nó in tiền lên như vậy thì cái bắt đầu cái giá hàng hóa nó đẩy lên, lương 5 triệu, chi phí này kia nọ 8 triệu. Cho nên tại sao mà người dân làm nó bị khó khăn. Khó khăn là như vậy. Đã vậy rồi quý vị, bây giờ ở bên châu Âu đó là người ta đã trả mì tôm về, người ta đã cấm mì tôm, người ta không cho bán một số loại bún, một số cái loại phở người ta đã cấm, người ta không cho bán rồi. Thì quý vị nhìn vô vấn đề kinh tế là đã thấy xong phim rồi phải không? Đó. Rồi bây giờ qua tới Đài Loan, mà quý vị biết Đài Loan mà nó đã nói như vậy, nó đã thông báo như vậy, thì quý vị nghĩ coi Nhật Bản, Hàn Quốc này kia là một số nước ở châu Á trước giờ nó nhập mì tôm vô đó, nó sẽ cấm nữa. Nó cấm nữa là nó ảnh hưởng tới kinh tế nữa quý vị. Rồi những cái lô hàng á, nhập từ châu nhập qua châu Âu nó trả về Việt Nam. Không, rồi những cái lô hàng mà ví dụ qua Nhật hoặc là qua bên Đài Loan, qua bên Hàn Quốc vậy đó, bây giờ nó bắt tiêu hủy không nói, bây giờ nó nhập về Việt Nam, và thậm chí những cái sản phẩm mà đang còn ở Việt Nam thì nó bán cho người dân ăn, thì đi nó bán cho người dân ăn bệnh không quý vị, bệnh tật. Trời ơi, hàng ngày Thùy Dương nghe những thông tin đó Thùy Dương phải nói choáng ngợp luôn quý vị, không có ai muốn nói tới nói lui cái chuyện này hết. Nhưng mà cái vấn đề làm sao là chúng ta phải đồng thanh, chúng ta lên tiếng. Chúng ta là cha mẹ của những đứa con, chúng ta phải có cái trách nhiệm, chúng ta lên tiếng những cái chuyện đó, chúng ta đừng có sợ nữa. Chúng ta sợ rồi thì con của chúng ta bị bệnh tật này kia nọ chúng ta cứu không được. Bởi vì chúng ta ai cũng ích kỷ bản thân hết á, cho nên chúng ta làm sao chúng ta im kệ, ai cũng vậy mà ai cũng vậy, chúng ta đẩy những cái thế hệ con cháu của chúng ta vào một cái đường cùng không lối thoát. Tụi nó nhỏ, tụi nó không biết gì hết quý vị. Con cháu của chúng ta nhỏ nó không biết gì hết. Nó tin tưởng vào người lớn và nó nghĩ là người lớn có khả năng bảo vệ che chở cho nó. Người lớn cho nó ăn gì nó ăn đó, người lớn nói sao nó nghe như vậy. Mà mình người lớn bây giờ mình không có, mình biết đó mà mình không dám lên tiếng để bảo vệ những đứa con, rồi mấy đứa con của mình mai mốt lớn lên nó què quặt, nó èo uột. Bây giờ một cái đứa trẻ nhỏ 13, 14 tuổi đang cái tuổi gì anh chị, đang cái tuổi trẻ, đang cái tuổi trưởng thành, đang cái tuổi dậy thì đi khám bệnh phát hiện ra bị bệnh mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ. Rồi từ đó quý vị, nó mang những cái nỗi lo sợ về bệnh tật của nó, thì anh chị nghĩ nó có phát triển một cách lành mạnh, nó phát triển một cách bình thường được hay không, nó có hồn nhiên vô tư được nữa hay không, lúc nào nó cũng lo lắng cho cái bệnh tình của nó hết.
Quý vị biết không, khi mà cái tinh thần của nó đó, lúc nào nó cũng lo lắng cho cái bệnh tình của nó thì nó đâu có thể nào nó hồn nhiên được quý vị. Chúng ta có bệnh tật trong người chúng ta hồn nhiên được không? Chúng ta lớn chúng ta không nói, còn lại những cái đứa nhỏ. Vậy thì làm sao chúng ta phải bảo vệ con mình? Quý vị nghĩ rằng ồ, tôi bảo vệ con tôi bằng cách tôi không quan tâm tới chính trị, tôi bảo vệ con tôi bằng cách là tôi né chính trị, tôi bảo vệ con tôi bằng cách là thôi tôi cố gắng tôi đi làm tôi kiếm tiền đi, tôi đừng có quan tâm chính trị, không có giải quyết được gì hết. Ngày hôm qua Thùy Dương thấy có một cái đứa nào nó vô trong cái video của Thùy Dương quý vị, nó bình luận vậy nè: thôi anh lo đi làm kiếm tiền, anh lo buôn bán đi, hay người dân ở Việt Nam người ta lo buôn bán, người ta lo kiếm tiền chứ đâu có ai rảnh mà nghe những cái vấn đề này. Không phải nghe mà chúng ta cũng phải có những cái biện pháp nào. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ chúng ta đi làm chúng ta kiếm tiền không có giải quyết được, thì Dương nói cái này là nói nhiều lần là tiền quý vị kiếm tiền ở Việt Nam càng nhiều thì nó càng in tiền giả ra càng nhiều, giá hàng hóa nó càng đẩy lên, quý vị chạy theo nó là quý vị không giải quyết được. Chỉ có cách là chúng ta dừng lại, chúng ta dừng lại và chúng ta lên tiếng cho những cái quyền sống của chúng ta. Cái quyền sống gì? Cái quyền sống an toàn. Hóa chất độc hại đầy rẫy khắp nơi, chúng ta không dám nói một cái gì hết trơn, chúng ta không dám lên tiếng gì hết trơn, chúng ta sợ. Rồi bây giờ anh chị, có nhiều gia đình á, cái sân thượng của họ rộng anh chị, họ mua những cái thùng xốp gì đó, có họ mua hạt, họ mua hạt dưa, họ mua hạt cải, họ mua những cái loại rau đó, họ về họ trồng trên sân thượng rồi họ ăn. Đó là một cái cách. Rồi cái dân giàu hơn á, thì họ đi qua Singapore, họ đi qua những cái nước gần gần đó để bắt đầu họ nhập những cái rau sạch về, họ để tủ lạnh, họ ăn từ từ là dân có tiền. Còn bây giờ cái dân mà dân dân Sài Gòn đi, dân vùng quê thì khỏi nói đi, dân vùng quê dù sao người ta cũng có đất đất vườn rộng, thấy không, người ta có thể trồng được. Còn bây giờ dân mà dân Sài Gòn mà có cái nhà ở không thôi, không có dư đất để mà trồng trồng rau sạch thì khi đó thì ăn thì làm sao quý vị. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới cái chung. Mà cái điều Thùy Dương mới ngày hôm qua, Thùy Dương làm một cái video Thùy Dương nói về châu Âu cấm nhập mì tôm, thì ngày hôm nay qua tới Đài Loan nhiêu đây thôi là quý vị đã thấy đời sống người dân Việt Nam càng ngày càng trở nên khó khăn. Quý vị biết không, tại sao lúc này đời sống của người Việt Nam càng trở nên khó khăn? Một phần là do nó ảnh hưởng cái kinh tế chung trên thế giới này, một phần là do người Việt ở Mỹ anh chị họ cũng bị ảnh hưởng, cho nên cái tiền gửi về Việt Nam đó quý vị nó cũng giảm xuống. Ví dụ bình thường á, người người Việt ở nước ngoài người ta gửi về gia đình là 1.000 đô, 2.000 đô ví dụ vậy, nhưng mà bây giờ người ta sẽ gửi về vài trăm đô thôi, tại vì giá xăng bên Mỹ nó cũng tăng, giá hàng hóa bên Mỹ nó cũng tăng. Vì vậy cho nên là người ta giảm cái số tiền gửi lại thì nó cũng ảnh hưởng tại Việt Nam. Và khi nó ảnh hưởng tại Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam làm cách nào, anh chị phải cố gắng đẩy cái giá hàng hóa lên cho thật là cao, tại vì nó đâu có tiền ở ngoài quốc nữa đâu. Cái bài toán mà kinh tế này mà nó cũng dài nhiều tập lắm, nhưng mà Thùy Dương chỉ muốn tập trung vô cái chuyện là ngày hôm nay là nhiều cái sản phẩm mà từ Việt Nam đi ra nước ngoài bị trả về. Chúng ta phải có trách nhiệm với con cháu của chúng ta bằng cái cách nào? Quý cô chú, anh chị em và các bạn chúng ta trả lời đi. Và nhất là những người bạn trẻ đó, ngày hôm nay chúng ta thấy như vậy, chúng ta sinh con ra. Có phải chúng ta đẻ con ra chúng ta sẽ gánh thêm một cái nỗi đau, rồi con của mình sẽ gánh thêm một cái nỗi đau không? Hồi nhỏ là Thùy Dương đã nghĩ tới cái chuyện là làm sao phải mình phải đi khỏi khỏi Việt Nam rồi. Thùy Dương đã nghĩ tới cái việc là phải để con cái của mình nó rời khỏi Việt Nam. Cho nên cái việc lập gia đình của Thùy Dương ngày xưa anh chị, nó không phải đơn thuần là cái tình yêu không, mà nó còn có những cái sự lo lắng trong tương lai nữa. Có nghĩa là khi chúng ta nghĩ chúng ta sinh đứa con nó ra đó, chúng ta làm sao chúng ta có thể để cho nó có một cái đời sống an toàn nhất. Thùy Dương nhìn nhìn những người bạn của mình đó, rồi lâu lâu gọi điện thoại về hỏi thăm, cái Thùy Dương nghe nói là mấy đứa này nó bị bệnh, mấy đứa kia nó bị bệnh. Chỉ cách có 3 ngày thôi quý vị mà Thùy Dương nhận những cái thông tin nó rất là tiêu cực luôn. Và Thùy Dương có nói trong cái video của mình đó, những người quen của mình bệnh hết trơn, bệnh như vậy đó anh chị, thì làm sao cái quốc gia nó phát triển được? Những cái lực lượng này mai mốt nó lớn lên nè, nó sẽ là trụ cột, mà trụ cột gì, cái cây nó què hoặc nó sâu mọt, nó đâu có sức sống gì đâu quý vị, nó đâu có khỏe đâu. Cho nên là anh chị thấy là cái xã hội ngày hôm nay thật, nhìn ở đâu mình cũng thấy những cái sự yếu của nó. Bây giờ mình thấy rằng là ở bên châu Âu hoặc là bên Đài Loan bây giờ nó đang cấm mì tôm nhập từ Việt Nam rồi. Thì quý vị nghe coi là cái cơ quan quản lý ở Việt Nam họ nói cái gì nha. Từ ngày 6 tháng 1 năm 2022 đó, một số sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam phải chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng EO. EO anh chị, theo thông báo ra ngày 17 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban châu Âu,
mặt hàng mì ăn liền, phở, miếng ăn liền của Việt Nam từng vài lần bị cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu. Thì thường thường ở bên châu Âu anh chị là nó cảnh báo trước, mà mình cứ tái phạm thì lần sau là nó cấm ha. Không phải là nó không cho cơ hội gì đâu anh chị, nhưng mà nó cho cơ hội để mà mình khắc phục. Nhưng mà Việt Nam thì ăn sỏi ở thì thấy cái lợi trước mắt thôi chứ không nhìn thấy cái lợi lâu dài. Vì vậy cho nên là đã ngoan cố, cho nên là một số sản phẩm mì tôm đã bị cấm tuyệt đối ở tại châu Âu. Thì ngày 22 tháng 7, quý vị, Vụ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cho rà soát lại các trường hợp bị cảnh báo. Và theo như họ nói thì khi mà họ rà soát thì họ chỉ thấy là có một cái trường hợp được xác định là có cái chỉ tiêu EO là vượt ngưỡng quy định của EU thôi. Nó có một chỉ tiêu thôi, về tới Việt Nam là tìm không ra, mà bên châu Âu là EU nó trả về. Mà bây giờ về Việt Nam kiểm tra thì nó nói chỉ có một trường hợp thôi. Và bây giờ cái doanh nghiệp có thương hiệu là Nguyễn Gia đó quý vị, thì họ phải chịu cái trách nhiệm là đáp ứng các quy định về các sản phẩm theo tiêu chuẩn mà nước nhập khẩu đã đưa ra. Bây giờ là cái doanh nghiệp đó phải chịu trách nhiệm. Thì Dương nghĩ là cái doanh nghiệp Nguyễn Gia này chắc cũng ấm ức lắm, cũng bực bội lắm, anh chị cũng khó chịu lắm. Tại vì anh chị để mở một cái doanh nghiệp ở Việt Nam thì chi phí nó nhiều lắm, mà đặc biệt là chi phí cho cán bộ, cho cái gọi là hành chính công ở Việt Nam không ít đâu. Nhưng mà để rồi thì cái sản phẩm họ đi qua bên nước ngoài họ bị trả về, thì bây giờ là cái tội để đổ đầu lên doanh nghiệp. Có cái chuyện ăn hưởng lợi thì nhà nước hưởng không, mà có cái chuyện gặp nạn là doanh nghiệp phải gánh cái nạn đó. Nhà nước phải có một cái cơ quan, phải có một để giống như Vụ Khoa học và Công nghệ Việt Nam là phải làm việc liên tục, phải không quý vị, để kiểm tra trước khi hàng hóa nó đi ra nước ngoài. Cứ cứ cái kiểu đi ra nước ngoài trả về, rồi đi ra nước ngoài rồi bị trả về như vậy, nó mất cái niềm tin, nó ảnh hưởng làm ăn lâu dài. Mình khi mà mình để mất niềm tin như vậy rồi ai mà tin tưởng để làm ăn với mình nữa. Cho nên là tại sao Thùy Dương cứ lòng cái thằng cộng sản vô, thì quý vị nghe cái gì cũng cộng sản, thì thằng cộng sản từ trước tới giờ nó có làm cho niềm tin của người dân có đâu, người dân có niềm tin với đảng đâu. Cho nên là nó không có quan trọng anh chị. Và khi mà đi ra nước ngoài làm ăn, người ta là một là một, hai là hai, chứ không có làm ăn mà cái kiểu mà ba chớp ba nhán không được. Tôi đâu có rảnh đâu mà tôi cứ đi xách cái máy tôi đi đo hoài, tôi đi kiểm tra hoài, tôi lâu lâu tôi kiểm tra một lần. Mà bây giờ hàng hóa của anh như vậy tôi phải kiểm tra hoài, bây giờ chỉ có nước là tôi dẹp anh qua bên luôn, để tôi cho hàng hóa của cái nước khác vô nó an toàn hơn, để mỗi lần nó đưa vô tôi không có lo, chứ hàng hóa của các anh vô kiểm tra là dính đâu có được. Rồi anh chị, theo cơ quan an toàn thực phẩm của Ireland đó anh chị, thì EO là một cái loại hóa chất được sử dụng làm bằng thuốc trừ sâu, khử khuẩn hoặc là khử trùng. Vậy thì tại sao những cái loại này nó lại có trong mì tôm? Tại sao vậy? Trời ơi, ethylene oxide đó là một cái loại hóa chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu, khử khuẩn hoặc khử trùng. Ở EU đó, việc sử dụng ethylene oxide làm thuốc trừ sâu hoặc khử trùng thực phẩm là không có được cho phép. Đó. Mà bên Việt Nam thì nó bỏ vô trong mì tôm, ăn vô anh chị nó xúc ruột, anh chị nó làm ruột của mình hư sao? Nó cho nên là ở nước ngoài làm có giỡn được ha. Và ethylene oxide đó, được cơ quan hóa chất châu Âu đó xếp vào loại chất gây đột biến và ung thư. Việc tiêu thụ thực phẩm nếu có cái chứa cái chất là ethylene oxide không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe, nhưng sẽ làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe. Việc tiêu thụ thực phẩm có chứa ethylene oxide không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe, nhưng sẽ làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe nếu tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm ethylene oxide trong một thời gian dài. Do đó cần giảm thiểu việc tiếp xúc với lại cái chất này. Ở Việt Nam là gần như người ta chọn mì tôm để người ta ăn. Trong nhà là mì tôm là gần như là cái sản phẩm luôn luôn có, không có thiếu phải không? Và người ta đã ăn lâu dài. Như vậy thì bệnh tật ở tại Việt Nam từ nguyên nhân này mà ra. Đây không phải là nguyên nhân chính quý vị, từ trong rau củ quả nữa, thịt cá nữa và cái môi trường sống của chúng ta nữa. Nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta một cách nghiêm trọng. Cho nên đã đến lúc báo động rồi quý vị, cho nên chúng ta là những người lớn, chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào. Chúng ta đừng có sợ hãi nữa, tại vì chúng ta sợ hãi thì chúng ta cũng phải ăn những cái đồ ăn đó. Chẳng lẽ chúng ta nhìn nhau, tất cả mọi người đều đi vào chỗ chết hay sao?
Cho nên là cái việc Thùy Dương ngày hôm nay Thùy Dương đã lên tiếng, không? Thùy Dương đã lên tiếng rồi, Thùy Dương đã đưa cái mặt ra, Thùy Dương lên tiếng rồi. Thì quý vị ở trong Việt Nam tìm một cái cách nào đó để mà có thể bảo vệ cho con mình, bảo vệ cho người thân của chúng ta. Rồi Thùy Dương xin dừng cái video đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Thùy Dương. Thùy Dương sẽ trở lại trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.